Đây là món cà nướng mỡ hành mà sốt ở trên mạng mấy bữa nay. Các bạn nào có xem YouTube thì sẽ thấy được. À, mình rất là muốn biết được cái hương vị nó như thế nào. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm nha. Mình chọn khoảng chừng 8-9 trái cà. Thì mình rửa sạch sẽ và nướng trong lò âu vành hoặc là cái nồi chiên không dầu. Cái lò âu vành thì mình sẽ mở nhiệt độ khoảng 450 độ và nướng trong vòng 40 phút. Còn cái lò cái nồi chiên không dầu á thì mình cắt cho nó vừa vặn, xong mình mở cái nhiệt độ nó cao nhất trong cái lò này, nồi này, và mình nướng trong vòng là 40 phút. Nhưng hôm nay mình không có nướng trong cái lò âu vành hoặc là cái nồi chiên không dầu mà mình nướng bằng cái lửa than. Mình đem ra ngoài nướng bằng cái lò than á. Mình gạch trước khi mình nướng trong âu vành cũng vậy nha, mình phải gạch trước, gạch trái cà cho nó có cái vết nứt đứt á thì nó không bị nổ nha. Rồi mình gạch đại cái lần dài dài vậy thôi. Rồi lửa than đã nóng rồi. Lửa phải thật là nóng thì trái cà mình nó mới không bị sượng. Những trái cà này nó nhỏ thôi, cho nên mình nướng nhanh lắm. Cái lửa rất là nóng mà mình nướng rất là nhanh luôn. Khi mà cà nóng lên thì mình lấy cái cây gấp để mình gấp nha, không có dùng tay nữa. Đó, mình gấp như vậy, cái vỏ nó rất là dai. Các bạn không có sợ nó bị bể đâu, bị bung. Cái vỏ cà đó mình nướng rất là dai luôn. Cho nên mình dùng cái đồ gấp này mình gấp thoải mái, không có sợ bị bể bị bung gì hết đó. Khi mà mặt dưới nó da nó vàng rồi thì các bạn chở lên, chở cái mặt trên xuống. Đó, mình đè thử coi nó chín chưa, nó mềm á, nó mềm là nó chín rồi. Mình nướng hơi vàng một chút thì trái cà của mình nó thơm hơn á. Đó, cái vết mình cắt nè, nó nứt ra nè. Rồi mình lọc vỏ. Nếu các bạn nóng, sợ nóng á thì mình sẽ để cho nguội rồi mình mới lọc cái vỏ nha, vì rất là nóng. Các bạn cái tay các bạn mà nó không có nhanh á thì mình để cho nguội rồi mình lọc cái vỏ hết, vì mình làm nhanh á, nhanh tay cho nên không có, nó không có cảm giác nó nóng nhiều á. Nếu các bạn chậm tay hoặc là cái da tay mà nó mỏng á thì mình nên để nguội, chứ nó rất là nóng luôn, cà này rất là nóng. Trắng tinh luôn, rất là ngon nè. Những cái đốm vàng vàng đó là mình nướng đó, nó vàng á, thơm ơi là thơm luôn các bạn. Các bạn nướng như thế này nè, cái mình ăn barbecue á hoặc là mình ăn cơm rồi mình trộn mỡ hành á ăn cũng ngon lắm. Đó, trái cà nè, quá là ngon luôn. Rồi, xong, mình đã lột vỏ xong rồi. Các bạn nhìn bên trong nè, ngon ơi là ngon. Bây giờ mình sẽ xắt để làm mỡ hành. Thì khoảng hai cái cọng hai cái tép hành á, 2-3 tép hành gì đó. Các bạn thích mỡ hành nhiều hay là ít, tùy theo cái này là tùy theo các bạn nha. Nếu thích nhiều thì cho hành nhiều, nếu thích mỡ hành ít thì cho ít thôi. Cái này không quan trọng.
Tỏi thì khoảng một củ tỏi nho nhỏ như nè, khoảng chừng 3 tép tỏi thôi. Để mình xào cái tôm khô và thịt đó các bạn. Đây mình cho một chút xíu muối vào trong cái mỡ hành này và nửa muỗng cà phê đường. Rồi 4 muỗng canh dầu. Để mình cho vào trong cái lò vi sóng 40 giây để cho cái hành này nó chín. Rồi mình cho vào trộn lên rồi cho vào lò vi sóng 40 giây nha. Tôm khô thì khoảng chừng 50 gram tôm khô thôi. Thịt, đây là một phao thịt nè. Cái này là nửa ký, mình lấy khoảng phân nửa thôi. Mình lấy phân nửa thịt thôi. Rồi cho tỏi vào để phi cho thơm. Rồi cho tôm khô vào trước nha. Mình xào cho cái tôm khô này nó khô lên, nó giống như là mình rang á, cho nó khô xong rồi nó thơm lên á mình mới cho thịt vào. Đó, mình cho phân nửa thịt này vào. Này là thịt heo xay nha các bạn. Rồi cho khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh nước mắm. Đó, như vậy là xong rồi đó. Một lát nữa mình còn chan cái nước mắm chua ngọt lên trên nữa. Đó, cái cà này nó hơi dài á, nguyên trái thì nó dài lắm, mình rất là khó ăn cho nên phải cắt ra làm hai. Khi mình muốn thay đổi cái khẩu vị cho cái bữa cơm gia đình mình ngon hơn, lạ miệng hơn thì các bạn có thể làm một cái dĩa cà nướng rồi sốt thịt tôm khô cho gia đình mình thưởng thức. Một cái món rất là ngon luôn. Rồi mình cho cái mỡ hành này đã chín rồi nè. Mình cho thịt vào trước. Thịt tôm khô phân nửa thôi, một còn phân nửa mình để làm mặt nha. Rồi cho mỡ hành vào luôn. Cũng cho phân nửa thôi. Còn lại mình để làm mặt. Nước mắm chua ngọt, tỏi ớt. Cho cay cay, chua chua ngọt ngọt nha. Các bạn phải có cái nước mắm chua chua ngọt ngọt rồi có mùi tỏi, mùi ớt, có cái độ cay của ớt thì cái cà nướng của mình nó mới ngon. Còn các bạn cho cái nước mắm mặn không á, nó không có ngon, nó phải có cái độ chua chua ngọt ngọt. Rồi như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Rất là dễ luôn. Mình trang trí, mình để cái phần thịt và tôm khô còn lại lên trên mặt để mình trang trí cho nhìn hấp dẫn. Trang nước mắm lên. Mình phải nêm cho cái cà nó vừa ăn nha. Đó, mình trộn cho nó vừa ăn. Chứ nó lạt quá thì cũng không có ngon. Đó, mình để mỡ hành lên nè. Rất là hấp dẫn nhưng dễ làm. Các bạn nào mà mới học nấu ăn, mới biết nấu ăn cũng có thể làm cái món này cho gia đình, rất là tuyệt vời. Đúng thật, rất là ngon luôn các bạn. Mùi thơm, rồi có tôm thịt, có mỡ hành, có nước mắm, quá là tuyệt vời. Các bạn hãy làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.